đấy, đàn bà chặt gà đấy. Đến 13 con vào. Rồi. Nhớ này thì muốn ăn 3 con. Mỗi này là bao nhiêu nhỉ? Em thì còn muốn là để cho 2 ăn 3 con dễ ạ. Dưới này toàn gái xào nấu chặt chém. Cái bật phải to lên. Bảo đây này. Muốn làm gì thì làm nhưng phải chống cháu. Đấy. Đàn ông chỉ có đút tay dưới quần thôi. Đàn ông con trai ấy chỉ làm cả ngày trên kia. Tối mới về mới tắm rửa xong, làm xong rồi á, bày mâm xong rồi bắt đầu tắm rửa xong mới đi. Đấy, đang quay đấy, tối này cho nó đăng lên đấy. Cháu ở trên kênh cháu ấy, kênh Chu Tuyến Xứ Mường ấy. Vâng, trên YouTube ấy. Là mình là bạn với ai? Đó. Đây, đây là cháu con nhà này luôn, bạn đâu? Con nhà luôn á? Vâng, nhưng mà cháu ở trên Hòa Bình. À, này, con ông nào ở trên Hòa Bình? Con bố Thịnh. Cháu ông Độ. Thì chỉ các cụ biết thì mình biết gì. Chỉ các cụ biết. Xuống đây toàn vai to thôi. Con thì vai bé. Con chỉ là cháu con thôi. Bằng này cho con phải gọi ông trẻ bà trẻ à. Ba trẻ Hà gần nhà cháu mà. Hà nào? Hà Huyền đấy. Con mọ Thành nhé. Vê lại em sướng mà lại càng béo thêm. Ờ, đều làm đâu. Con dâu đâu? Này con dâu của em bé chưa? Chưa. Con em đang ở đây. Con trai chết rồi. Này nghe nói nữa là Hai tí nữa, bây giờ tí nữa tí tập cái nấm nó không dễ đổ mồ hôi. Cái chặt gà này là phải quay cho phụ nữ trên kia nhìn lác mắt ra rồi. Làm được thế. Ở trên kia tầm tuổi như bà chỉ ngồi chơi uống nước thôi, phải làm cái gì hết đấy. Phải làm đấy. Đấy, bà nhìn nhá, làm gương nhá, đầu ba thứ tóc rồi mà chặt gà mầm đây này. Nhà bếp làm cỗ sạch sẽ thoáng mát nha. Mẹ con đang đánh con. Thế còn con cua ghe luộc thêm. Cái gì nữa?
ngọt luôn. Hết từ phần đầu nữa. Cho bớt số nào đi, cho bớt. Em ơi, cho ít thôi. Cái này làm nền rồi, hết tát. Cái này làm nền rồi. Cái này làm nền rồi. Hai ơi, có đá canh không này? Đấy, bà già thế này rồi còn làm đây này. Đấy. Cái nó đang quay mình ăn đây đang tốt đây mà. Quay đi. Quay nó quay một gà. Con muốn giới thiệu là quê mình là toàn thế này. Trung Hà quê to, phải chỗ ăn đi mà. Toàn nữ là nữ. Toàn ăn. Ăn thì có làm sao, giết mổ đâu mà sợ. Không ăn thì mới làm được đúng không? Nhưng quay thí dụ như là chọc tiết thì các kiểu là không được cho lên. Quay quay là gà đúng không? Vâng, sang nhà ông. Sang nhà ông Trẻ Phúc mà. À thế à? Vâng. À thế thì đi đâu đấy mà nên. Vâng. Đây là đàn ông con trai chỉ có việc là phụ bung bê thôi nhá. Đấy. Đây là xào nấu là toàn phụ nữ hết nhá. Già ba thứ tóc rồi đấy. Ba thứ tóc rồi mà vẫn còn chui vào làm đây này. Như kiểu tuổi có các bà này trên kia chỉ có ngồi chơi xơi nước thôi. Bà này đúng là bà hai thứ tóc chứ con là ba thứ tóc thật. Mày bà thì đang mày nếu mà có vài cái tóc trắng nha, với tóc đen, tóc vàng, nhuộm nữa nào thì đầu bà thì tóc thật. Chỉ có hai tóc rồi. Toàn các bà hot girl. Đấy. Nướng thịt cũng đàn bà nhá. Lại chiên lại à? Thế lúc nãy là chưa chín thật à? Mày quá, chưa ăn vụng phát gào không lại đi à? Không, cái đồ ăn ăn hải sản này không sợ đi ngoài đâu mà. Hải sản ngày trước quý vị đi lên đường những cái chị nấu này vô tư, không bao giờ nấu bảo đảm lắm, hai lửa. Không, đây, bảo là kể cả cái này người ta ăn nộm sống còn được cơ mà, tôm này á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.